Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Đấy, cò đây. Cò bay đây. Đánh cho anh em xem giải trí nhá.
Con nào cũng bay ra nha anh em nhé. Chỉ là em chưa cho bay xa thôi. Nói chung là chưa bay xa, đang gần gần, tập cho nó khỏe thuần. Buổi sáng dậy được bính nhiêu em này là cũng hơi mệt đấy anh em ạ. Đánh được một vòng là đã mất khá nhiều thời gian rồi. Không có thời gian mà dậy nhiều, chỉ vờn được mỗi em một lúc thế thôi. Chuẩn bị cho vụ tháng 8 đấy, anh em nào cần cò bay thì cứ alo cho em nhá. Bây giờ thì cò nó nói chung là cò nó mới lên, em ít thời gian nên là nó cũng gọi là bình thường thôi, chứ bảo tìm được cò hay thì nó phải có lũa cơ, có lũa hoặc là đánh lâu rồi cơ. Đây, dàn này toàn bộ là làm mới lên đấy. Anh em xem video của em chắc cũng biết. Buổi sáng không có thời gian. Em mà có thời gian nhiều thì dậy thì nó đơn giản. Nếu một hai con thì nó lại đơn giản. Nhiều vậy nó lâu lắm anh em. Có. Xin chào tất cả anh em nhá. Em thì quay cho anh em xem tí vậy thôi. Tại vì buổi sáng thì dậy vậy. Co. Ai cần cò bay thì cứ liên hệ cho em nhá. Đấy. Cò đấy. Anh em nào cần cò bay thì chơi vụ tháng 8 thì cứ alo cho em. Anh em cứ lấy trước vụ về cho nó thuần cũng được. Tại vì cái cò này, cò bay này là không phải là ngày 1, ngày 2 chơi được nó đâu anh em ạ. Nó phải có thời gian đấy. Chứ mua về phát anh em bảo đánh bay được luôn là hơi khó đấy. Xin chào tất cả mọi người nhá.